mình thích. Mình thích thì mình phải tìm hiểu thì sở thích là tìm hiểu kỹ là làm ngon. Còn thì đức cái chính đó là mì quảng làm bằng gạo nhưng mà không phải ai làm cũng ngon hết. Ngoài gạo đó thì phải có dầu phộng, mình là có dầu phộng, dầu làm bằng đậu phộng. Đậu phộng chỉ có quê mới làm, đậu phộng lấy từng cái đậu thì nó mới ngon, mới thơm. Cái quan trọng của mì quảng là mì gà thì phải làm, quan trọng là nước nhân thì nấu bằng gà thì mình phải ướp gà trong cái nóng thơm. Và những ướp gà có gia vị tốt thì không thể thiếu những cái gia vị đặc trưng của xứ quảng như là bún nếp, là hành tâm, đậu phộng, rau răm, hành ngọt, có ai có hết rồi. Ớt và quan trọng là cái nước chân gà. Hôm nay thì chúng ta có thêm thường ăn gà, ăn mì với nước cốt, chúng ta thì ăn thêm dùng một cái gà này không phải là gà nấu quảng mà gà được chiên. Gà thời gian để anh nấu món mì quảng này tốn bao nhiêu thời gian? 5 tiếng đồng hồ. Chị cho biết cảm xúc của ngày 8 tháng 3 năm nay như thế nào? Tôi năm nay 8 tháng 3 các anh nên là tôi chăm sóc dùng mình rất là kỹ lưỡng, rất là tận tình, hết sức của mình chăm chỉ tất cả bao tử cho các anh. Chúc mừng 8 tháng 3. Trứng của văn phòng rất to. Trứng của văn phòng nào? 8 tháng 3 vui vẻ, cảm ơn các bạn. Đói bụng quá, ăn nhanh lên. Rất là thơm. Chúc các cô, các chị một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Vô văn à. Cứ trứng to là hạnh phúc.